Để giúp trẻ phân biệt phát triển được trí não và tư duy hiệu quả thì cha mẹ có thể lựa chọn cho con trẻ một số loại đồ chơi giúp cho bé phân biệt được màu sắc. Loại đồ chơi này thường hỗ trợ cho trẻ biết cách nhận biết và phân biệt các màu sắc khác nhau trong cuộc sống. Những loại đồ chơi có nhiều màu sắc thường gây sự chú ý và kích thích sự tò mò, khám phá của các bé. Đây là một lựa chọn thông minh và phù hợp của các bậc phụ huynh dành tặng cho con yêu của mình vui chơi và học cách để phân biệt các màu sắc hiệu quả. Thứ nhất phải nói đến đó là đồ chơi tập tô giúp bé phân biệt màu sắc. Đồ chơi tập tô thường giúp bé phân biệt được các màu sắc khác nhau. Đồ chơi tập tô chính là lựa chọn hàng đầu giúp cho bé yêu thích sự phân biệt chính xác các loại màu sắc. Trong quá trình tô vẽ thì bé có khả năng tư duy, liên tưởng đến những hình ảnh, màu sắc có thật trong tự nhiên. Như bông hoa thường thì có màu hồng, màu vàng, còn lá cây thì thường phải có màu xanh. Từ đó thì bé sẽ tự phân biệt và ghi nhớ những đặc trưng khác nhau của các loại màu sắc trong cuộc sống hàng ngày mà bé được nhìn thấy. Cha mẹ hãy chú ý hướng dẫn cho bé những bước đầu tiên khi bắt đầu tập tô vẽ, bao gồm những bước gợi ý chỉ dẫn cho bé về những hình ảnh trong thực tế sẽ tương ứng với màu sắc nào và cách gọi tên của các loại màu sắc ấy. Bé sẽ dễ dàng đón nhận thông tin và ghi nhớ những màu sắc hiệu quả hơn. Đồ chơi thứ hai phải kể đến đó là đồ chơi hình khối nhiều màu sắc. Đồ chơi này thì có thể phân biệt được các màu sắc. Các loại đồ chơi hình khối thường có màu sắc khác nhau như màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím. Nó thu hút sự tò mò của bé. Bên cạnh đó còn hỗ trợ cho bé ghi nhớ và phân biệt các màu trong quá trình vui chơi. Đây là món đồ chơi đáng được các bậc cha mẹ lựa chọn vì nó giúp cho bé nhận biết và phân biệt màu sắc, lại vừa kích thích bé phát triển được trí tư duy sáng tạo. Loại đồ chơi thứ ba mà kể đến đó là đồ chơi xếp hình giúp bé phân biệt hiệu quả màu sắc. Và đồ chơi này thì hiện như trên kênh của tôi có hướng dẫn cách để xếp cái đồ chơi xếp hình này như thế nào, thì các bạn có thể tìm xem những video ở trên kênh của tôi. Đây là những món đồ có công dụng 3 trong 1, mang lại lợi ích cho bé, hỗ trợ tư duy logic, tăng cường khả năng ghi nhớ và biết cách phân biệt các màu sắc. Loại đồ chơi này thường đòi hỏi bé phải vận dụng tư duy trí não, sâu chuỗi các hình ảnh và màn màu sắc phải tương ứng để hoàn thiện bức hình hoặc cái món đồ chơi đó. Các mẹ nên lựa chọn các loại đồ chơi xếp hình cho trẻ học cách phân biệt như đồ chơi xếp hình các con vật hoặc các nhân vật hoạt hình, đồ chơi các hình khối và màu sắc tương ứng. Việc các bậc phụ huynh lựa chọn đồ chơi thích hợp cho con trẻ là rất cần thiết, vì đồ chơi không chỉ đơn thuần là những món đồ chơi vô tri vô giác, nó còn phục vụ mục đích giúp bé vui chơi giải trí. Nếu cha mẹ lựa chọn những món đồ chơi bổ ích và phù hợp thì chúng sẽ có công dụng hữu hiệu trong việc thúc đẩy sự phát triển của trí não của trẻ ngay từ nhỏ. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu như bạn thấy video này hữu ích thì hãy chia sẻ cho mọi người. Và nếu các bạn có quan điểm cá nhân thì hãy để lại bình luận ngay phía dưới video này. Xin cảm ơn các bạn.